Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục giải cho các em sách đại số 10 nâng cao. Bài ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là luyện tập cho bài tập hợp. Chúng ta sẽ bắt đầu ở câu số 31. Xác định hai tập hợp A và B, biết rằng A hiểu B là 1, rồi B hiểu A. A giao B. Rồi này hơi phức tạp đúng không? Để làm những bài toán như thế này thì chúng ta nên sử dụng biểu đồ Venn ha. Biểu đồ Venn là sẽ làm rất là hay ở những thể loại toán như thế này. Đây là A nhé. Đây là B nhé. A hiểu B là thuộc A mà không thuộc B đúng không? Thuộc A, đây là A. Ghi ra. Đây là B, được không? A hiểu B là thuộc A mà không thuộc B là cái phần này nè. Được không? B hiểu A là phần này. A giao B là phần này. Rồi, A hiểu B là 1, 5, 7, 8. Ghi vô đây. 1, 5, 7, 8. A giao B là 3, 6, 9. B hiểu A là 20. Được không? Như vậy thầy sẽ có là A sẽ bằng là A thì lấy hết luôn là gì? 1, 5, 7, 8, 3, 6 và 9. B là 2, 10, 3, 6 và 9. Được không? Biểu đồ Venn có khá nhiều tác dụng nha. Rồi, xong câu 31. Đến câu 32. Nội dung 32 như sau. Cho tập hợp A bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. B là 0, 2, 4, 6, 8, 9. C là 3, 4, 5, 6, 7. Thế thì hãy tìm A giao B hiệu C. Đầu tiên thầy sẽ tính B hiệu C chút nhé. Thầy ghi lại đây nha. A là bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 9. B là bằng 0, 2, 4, 6, 8 và 9. Còn C là bằng 3, 4, 5, 6, 7. Rồi đầu tiên là A giao B hiệu C. B hiệu C thì bằng Rồi B hiệu C thì bằng cái gì đây? Thuộc B mà không thuộc C. 0 2 4 6 là có, hôm nay là 8 9. Được không? Tiếp theo là A giao B hiệu C. A giao B hiệu C bằng giao với A lấy phần chung với A là 2 nè, 9 nè. Rồi xong. A giao B rồi mới hiệu đi cho C. Một cái nha. A giao B trước. A giao B bằng A giao B lấy phần chung thôi. 2, 4, 6, 9. A giao B hiệu đi cho C. Và để ngoặc nhé. Coi thử cái này tính trước. Thuộc A giao B mà không thuộc C. Đó là 2 nè. 9 nè. Rồi như vậy là chúng ta sẽ suy ra được là A giao B hiệu C sẽ bằng với A giao B tất cả hiệu đi cho C. Hai tập hợp này bằng nhau. Câu 33. Bạn quan sát đề cùng thầy. Rồi. Cho A và B là hai tập hợp dùng biểu đồ Venn để kiểm nghiệm rằng
A đây, B đây, A, B. Bên này là A hiệu B. Được không? A hiệu B là phần này nè. Được không? Rõ ràng A hiệu B là con của A rồi. Tiếp tục. Vẽ hai cái mới đi cho nó dễ hiểu. Này là A, thằng này là B. B hiệu A. B hiệu A là phần nào? B hiệu A là phần này. Ghi đây đi, B hiệu A. Được không? Sau đó là giao với A nữa. Thấy không? B hiệu A là phần bên này, giao với A thì ra rỗng. Được không? Có đâu có chung đâu. Tiếp theo là bên này. B hiệu A. B hiệu A là chỗ này, hợp với B thì là lấy hết từ đây tay đây thì nó chính là A hợp B. Kiểm nghiệm lại thôi. 34 nói gì đây? Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10. Như vậy A là sẽ bằng tự nhiên chẵn không lớn hơn 10 là 0, 2, 4, 6, 8, 10. Không lớn hơn 10. Có nghĩa là bé hơn hoặc bằng 10 ha. Không lớn hơn là bé hơn hoặc bằng. B. B là tập hợp các số tự n tụ n sao cho n biến bằng 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. C là tập hợp 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Hãy tìm A giao B hợp C. A giao B hợp C đúng không? B hợp C tính trước nhé. B hợp C là chúng ta chỉ lấy những cái phần gì thôi. B hợp C là chúng ta sẽ lấy hết ha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi trời nhiều quá. 7, 8, 9, chục. Tiếp theo là gì? A giao B hợp C. Chỉ lấy phần chung thôi. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Rồi tiếp theo là, ôi cái này, A hiệu B. Cái này một nồi ha. Kệ. A hiệu B. Câu B nè. A hiệu B. A hiệu B là thuộc A mà không thuộc B là 80. Rồi, A hiệu C thuộc A mà không thuộc C. Thuộc A mà không thuộc C là 0, 2. Rồi hết rồi. Tiếp tục là B hiệu C thuộc B mà không thuộc C là 0, 1, 2. Được không? Bây giờ hãy tìm mấy cái này hợp lại ha. Hợp lại thì dễ rồi. A hiệu B hợp với A hiệu C hợp với B hiệu C bằng 0, 1, 2, 8, 10. Rồi xong câu 34B hả? Tiếp theo là 35. 35 là miệng cũng được. A là con của AB. Con này sai nhé. Một phần tử là phải thuộc một tập hợp. Này sai. Tập hợp có một phần tử A là con của tập hợp AB. Này đúng nhé. A sai, B đúng. Cho tập hợp A bằng A, B, C, D. Liệt kê tất cả các phần tử của A. Có 3 phần tử.
Ví dụ như tập B có 3 phần tử đúng không? Thôi liệt kê ra thôi. A bờ cờ. Được không? Gì nữa? A B D. Gì nữa? A C C D. Rồi gì nữa? B C D. Được không? Rồi có 4 tập hợp. Tiếp theo câu B là 2 phần tử nhé. 2 phần tử là AB AC khá là nhiều. AD A rồi giờ tới B nè. Đừng có quay là BA nhé, BA rồi. BC rồi B D rồi C C đừng có quay là AB nha, có hết rồi. CD 1 2 3 4, đây 1 2 3 4 5 6. Rồi, không quá một phần tử, không quá một phần tử là bé hơn hoặc bằng. Bé hơn bằng 1 á, như vậy rỗng là tập đầu tiên nè. A. Gì nữa? B. Gì nữa? C. Và gì nữa? D. Được không? Rỗng A B C D. Xong. 37. Cho hai đoạn A B. Các số A B cần thỏa điều kiện gì để A giao B khác rỗng? A giao B khác rỗng nghĩa là có phần chung ha. Giờ thầy vẽ một tập trước nhé. Đây là tập A này. Thằng này là A A cộng A cộng 2. Đây là B này. Để mà khác rỗng thì B phải nằm như thế này. Có phần chung BB cộng 1 đúng không? Như vậy trường hợp 1 thì thằng B này nó phải sao so với A cộng cộng 2. B này nó phải B này nó phải sao? B cho nó lọc. B này nó phải sao? Lớn hơn hoặc bằng A và nhỏ hơn hoặc bằng A cộng 2. Được không? Còn trường hợp 2, trường hợp 2 thì vẽ như thế này. B nằm bên này, B cộng 1 nằm vô giữa. Được không? Trường hợp 2 thì B cộng 1 của thầy nó phải lớn hơn hoặc bằng A và nhỏ hơn hoặc bằng A cộng 2. Đây có thể là mất số 1 đây là B lớn hơn hoặc bằng A trừ 1 biến bằng A cộng 1. Được không? Đấy, hai trường hợp đó thôi. Gieo nhau khác rỗng hay là có phần chung á. Thỏa điều kiện gì thì thỏa điều kiện như thế thôi. Rồi. Cái 38. Các khẳng định sau sai. Chọn khẳng định sai trong khẳng định sau. Quy giao R bằng Quy. Cái này đúng nhé. Giao nhau thì lấy nhỏ thôi. N sao giao với R bằng N sao. Giao nhau thì lấy nhỏ hơn. Z giao Quy. Z giao Quy thì bằng Quy. Xin lỗi, Z hợp Quy thì bằng Quy. Hai hợp nhau thì lấy lớn. Quy. N hợp với N sao thì lấy N. Như vậy sai là câu D. 38 D. Tiếp theo sẽ đến 39. Còn khá nhiều nha, tới 42 lần đó. 39 cho hai nửa khoảng. Trừ 1, 0, bỏ con này đi. 0, 1. Rồi A hợp B thì chúng ta sẽ lấy hết. A hợp B lấy hết là lấy từ trừ 1 đến 1 luôn.
A giao B. A giao B thì lấy phần chung thôi, thì lấy số 0. Được không? Tiếp theo là CRA. C là phần bù ha, phần bù của A trong R. CRA là bằng R hiệu đi. R hiệu A. R hiệu đi cho tập A thì sẽ bằng là lấy cái phần gạch này. Âm vô cùng đến trừ 1. Tròn thì là vuông, hợp với vuông thì là tròn, không đến dương vô cùng. Giống như phụ định vậy đó, giống như phụ định vậy đó, phụ định của tròn thì sẽ là vuông. Phụ định của vuông thì sẽ là tròn. Xong. 40. Cho A bằng N thuộc Z, sẽ cho N bằng 2K, K thuộc Z. Đây là tập hợp số, số chẵn ha. B là tập hợp các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Đây là số chẵn. Như vậy A và B đều là số, số chẵn, cho nên A bằng B. Được không? Rồi A bằng C nữa ha. Này là số chẵn là dễ rồi nha, này là số chẵn là dễ rồi. Còn C thì liệt kê ra thôi. N thuộc Z. K, K bằng 0 nè. K bằng 0 thì nó là mấy? K bằng 0 thì nó là trừ 2. K bằng 1 là 0. K bằng 2 là 2. Đấy, 4. Nó cũng thế à. Được không? Trừ 4. Viết khác nhau thôi, được không? Tại vì bản chất thằng này cũng chỉ là 2K trừ 2. Mày đặt 2 làm nhân tử chung trong còn K trừ, trừ 1. Được không? 2K trừ 2 đặt 2 làm nhân tử chung trong còn K trừ 1. Cũng là số chẵn thôi. Còn A khác đi thì cho một số là được rồi. K bằng 0. K bằng 0 là N 1 là khác nhau ngay. Rồi xong 40 nha. 41. À, 41 là cho A là 0,2 ha. Vì A ra. Không hai, B là 1,4. Được không? Tiếp theo là CR A hợp B. Bây giờ phải tính A hợp B trước đã rồi tính CR sau. A hợp B thì bằng A hợp B là lấy hết nhé. Không đến 4. Được không? Rồi CR A hợp B là bằng R hiệu đi cho A hợp B. Lấy phần bù lại là âm vô cùng đến đến 0 này vuông hợp với 4 đến dương vô cùng. Tiếp theo là A giao B rồi lấy CR. A giao B lấy phần chung là 1 đến 2. Được không? Đây A giao B lấy phần chung. 1 đây. 2 đây. CR của A giao B thì bằng R hiệu đi A giao B. À, xin lỗi. R hiệu đi A giao B thì bằng âm vô cùng đến 1. Phụ định của vuông là tròn nhé. Hợp với 2 đến dương vô cùng. Được nghe. Rồi mừng quá, bài cuối cùng. 42. Cho A, B, C chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Giờ phải tính nó ra hả? Hy vọng là câu A đúng luôn, không mắc công tính. Nhưng mà nhìn là biết câu A sai rồi. Nhưng phải tính nha, phải tính. Tại bạn chưa có kinh nghiệm, mà chưa nhìn nổi đâu. Đầu tiên là B giao C. B giao C thì bằng B giao C là lấy phần chung thôi. Là gì?
BC. Đúng không? A hợp B giao C. A hợp B giao C là lấy hết là lấy A, B và C. A hợp B giao C là lấy A, B, C nhé. Rồi, A hợp B. A hợp B là chúng ta sẽ lấy hết A, B, C, D. Rồi, A hợp B giao với C. A hợp B giao với C là chúng ta chỉ lấy bằng chung thôi là B, C. Như vậy câu A sai. Tiếp theo sẽ đến câu B. À, cái này là A giao B hợp C là có lại rồi nè. Thì chúng ta chỉ tính bên trái thôi, hai này giống nhau thấy không? Xin lỗi, A hợp B giao C giống nhau thấy không? Chỉ tính bên phía phải thôi. Bên phía phải là A hợp B nè. A hợp B thì bằng là A, B, C, D. Rồi A hợp C. A hợp C thì bằng là A, B, C và E. Được không? Sau đó lấy hàng này giao lại. A hợp B giao với lại A hợp C. Giao lại thì sẽ lấy là A, B, C. Kiểm tra đúng nhé. À đúng rồi nè. A hợp B giao C, A, B và C. Như vậy đáp án đúng là câu B. Khỏi cần làm CD nhé. Được không? Còn bạn muốn học thuộc là như thế này nè. Giống như phép nhân phân phối vậy thôi. Là A hợp B giao với A hợp C. A hợp B giao với A hợp C. Được không? Được không? Còn cái phần em có biết là về tiểu sử nhà toán học Cantor. Được không? Như vậy bài giảng của thầy đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở bài số 4. Đó là số gần đúng và sai số nha. Bài này nằm ở trang 24. Xin chào tất cả các bạn.